Alo, chào các bạn. Hôm nay thì Hàng tiếp tục hướng dẫn cho bạn đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, khóa 229, mã đề 2. Phần thi các bạn gồm có 4 phần, đó là Windows, Word, PowerPoint và Excel. Thứ nhất là phần Windows, tại thư mục gốc thì tùy thuộc vào cái cán bộ của thi yêu cầu các bạn tạo thư mục gốc ở đâu nha. Thì Hoàng đặt ở download.com anh nha. Bây giờ ở đây Hoàng đặt ở download. Trong thư mục đây là về tạo hai cái thư mục là bán kính 1 và bán kính 2. Được, để chuột phải bạn chọn New Folder. Bán kính 1. Để chuột phải New Folder. Bán kính 2. Rồi, trong bán kính 1 là đội 1 và đội 2, bán kính 2, đội 3, đội 4. Rồi, bán kính 1, lấy chuột phải New Folder, đội 1. Lấy chuột phải New Folder, đội 2. Trong bán kính 2 thì bạn là đội 3 và đội 4, lấy chuột phải New Folder, đội 3. Và mấy cái này thì bạn sẽ làm nhanh nhé các bạn, đội 4. Rồi, sau đó người ta yêu cầu bạn là tìm và sao chép vào thư mục bán kính 1. Tập tin có chứa chữ F. Nội dung có chứa chữ F. Tập tin có chứa chữ F và nội dung cũng có chữ F luôn. Đó. Và kích cỡ nó phải là nhỏ hơn 30 KB. Thì cái này các bạn lưu ý nè. Đó. Thì cái này thường á bạn phải mở lên mới tìm được. Đối với nội dung được chưa? Đó. Còn có chứa ký tự F thì đầu tiên thì khá dễ rồi. Đó. Thí dụ như Hoàng giả sử vô yếu C là Hoàng kiếm nè. Đó. Thí dụ như chữ F đầu tiên nè. Được chưa? Còn cái phần mở rộng đó các bạn lưu ý nè. Phần mở rộng đó thì tùy người ta không có nói gì hết. Được chưa? Người ta không có nói gì hết. Nhưng mà thông thường á, để chứa nội dung của chữ F á, thì các bạn tìm dễ nhất á là bạn vô trong Word bạn tìm. Tại trong Word nó có nhiều. Đó, còn ngoài thì bình thường nó không có. Hiếm lắm. Nè. Đó, thí dụ như thằng mở mấy cái này ra cho bạn coi nè. Đây. Này. Thì thường mấy cái này kiếm chữ hiếm các bạn phải kiếm lên. Đây, có nè. Nó. Nhưng mà yêu cầu nhỏ 20 KB nữa. Đây là cái thứ nhất có nè. Rồi. Đây. Đây, traffic nè, chữ F nè, dừng nè. Đây, hai phẩy mấy nè. Mình mở lên coi thử coi có không nha. Nó fun nè. Đây. Nó cũng có chữ F file nè. Nó tức là hai cái này có rồi nè. Còn trên C nè. Rồi, bạn đem vô cái thư mục gì đây? Bán kết 1. Đem vô bán kết 1. Rồi. Tiếp tục. Một này nén cái một bán kính một phần nén chấm zip và lưu một thủ gốc đây bán kính một lấy chuột phải cho nén chấm zip nó và lưu thư mục gốc là đây luôn. Ok, câu tiếp theo sao chép bán kính một vào đội 2 đổi phần mở rộng phần BAK. Đây sao chép Ctrl C đem qua đội 2. Rồi, đem qua đội 2 bán kính 1, đem qua đội 2. Rồi, đổi phần mở rộng là BAK, lít chuột phải rename. BAK. Ở đây cũng vậy, lít chuột phải rename. Rồi, đổi thành BAK. BAK. Rồi. Sau đó đặt thuộc tính chỉ đọc cho đội 2. Đem qua đội 2 rồi. Thằng này luôn. Đây. Quét khói. Lít chuột phải. Rồi bánh tay. Read only. Apply. Ok. Đây là phần Windows. Được chưa? Tiếp theo là phần Word. Mình quan sát coi nó có những cái vấn đề gì. Thứ nhất các bạn thấy nè. Ở đây nó là một cái chữ bình thường. Cái dòng này bình thường nha. Đây. Lại có một trái tim. Cái này để sao đây? Đây có một trái tim, cái này quật A ha, quật A nằm dưới. Thì Hoàng sẽ copy cắt cái quật A này nè. Hoàng đem dưới cùng đi. Đó.
Rồi, bây giờ cái này là có cho đến vì sao ha. Phải không ạ? Đến vì sao này bạn có 4 dòng, nó xuống 3 dòng. Đó thì các bạn insert nè, drop cap các bạn nó xuống 3 dòng. Được chưa? Rồi, sau đó người ta lại gì? Người ta lại thu nhỏ cái này lại để cho nó còn hai. Đó. Rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái này thì Hoàng nhớ không à, coi coi nó phải là canh đều toàn bộ không? Rồi, nó canh đều toàn bộ. Hoàng Ctrl A rồi, Hoàng quét khối đó, Hoàng cho nó cái đồ canh đều bar graph này. Rồi. Đem cái hình này thì bạn chọn format nè, wasted square đẩy qua xung quanh, đem lên trên. Ừ. Cái này bạn thấy nó hơi lớn nè thì mình phải thu nhỏ lại tại vì nó cần trong cái khoảng là 4 thôi. Đó. Được chưa? Rồi. Vì sao? Rồi. Chưa hiểu nhau thì cái này hoặc enter xuống cái để tạo khoảng trắng ra nè. Đó. Rồi cái format này các bạn thấy chú ý là cái đường ngoài xung quanh á, nó có một cái đường xung quanh. Đó thì hoàn chọn chế độ đây đường viền nè. Nó là đường hoàn chọn khoảng 2 pt. Được chưa? Rồi nhưng mà ở đây là cái đường các bạn là đường đứt. Đây. Ok. Rồi. Tiếp tục. Chưa hiểu nhau. Rồi kia đây những cái này nó sẽ được còn tiếp ha. Đến còn tiếp, nó chia làm hai. Có line between. Đây, còn tiếp đây. Đây, bay layout column chia làm hai. True line. Ok. Rồi. Rồi bây giờ nè, chưa hiểu nhau là một nè. Vì quá hiểu nhau là hai nè. Rồi rồi bên đây là ấn tượng đẹp là 3. Rồi sự tôn trọng là 4 và sự quan tâm là 5. Ở các bạn insert nè. Home nè, các bạn cho 1 2 4 5 ở đây. Là cái thứ nhất. Điều chỉnh này cho nó qua chút xíu nhìn cho nó cân đối. Rồi, kéo lại. Xong. Rồi, tiếp tục in đậm lên. Rồi. Gạch chân. Ở đây. Gạch đường này ha. Đường này thì bạn coi coi nó sao. Bây giờ Hoàng sẽ dùng này, nếu gạch liền này các bạn thấy nè, nó sát luôn. Mà này nó khoảng cách nên Hoàng thử vô trong bar graph nha. Ôi xin lỗi, thử vô phông nha. Hoàng sẽ chỉnh lại coi nó được hay không. Đó, tức cái khoảng này. Đây. Đó, nó cũng vậy nha, nhưng mà nó không có được hay lắm. Thì bây giờ Hoàng sẽ cho cái chế độ á bar graph này nè. Đó, Hoàng cho chế độ nó là 1.5 line. Được chưa? Nó vẫn sáng. Để bây giờ cái tiếp tục. Ok, 6 pt. Đó, tức là nó chỉ gì? Ở đây các bạn thấy là nó gạch từng chữ này thôi, nhưng mà nó gì? Nó chẳng kéo này xuống thôi, nên không được. Rồi, nên Hoàng sẽ không giải quyết bằng cách này. Cái thứ hai, mình giải quyết này. Hoàng sẽ cho nó ở chế độ đó là chế độ border setting. Được không ạ? Và Hoàng chết vô cái đường dưới cùng này. Cái đường này đang Hoàng cho nó sẽ là 1 pt. Đó, ok. Đó, mà đấy, dáng này nó sẽ có khoảng cách nè. Hơn, đúng hơn. Đó, thực ra nên đây là cái đường border setting. Là vấn đề thứ hai để giải quyết xong. Rồi, còn tiếp cái này là gì đây? Có cánh trái đấy. Rồi, phía trước còn tiếp có 3 dấu chấm tự nhiên xóa mất tiêu rồi. Rồi, 3. Rồi cánh phải chứ. Rồi bây giờ nó là gì đây, sự quan tâm rồi kia, tất cả này là canh đều rồi kia là xong hết rồi, được chưa? Rồi bây giờ tới gì, cái chữ này nè lại có lại một trái tim nè, insert rub quật hạt nè các bạn. Rồi cái quật hạt này các bạn coi coi nó làm sao đây, nó có độ bóng cái trong này, nó cái đường cái nền thay đổi gì đó, cái bóng phía sau nó gì đó, các bạn quét tròn nè, bạn vô bóng phía sau nè, bạn ngồi đó bằng tròn những cái này cho phù hợp nhé. Rồi cái này các bạn nhìn thấy là nó đường cong rồi cái đó thì các bạn vô đây transition nè, nó cong lên cong xuống như này đó. Rồi cái này các bạn lưu ý nè, nó sẽ cái đường này nó màu trắng nha, tầm màu tím thì bạn có thể đổi qua màu đường đường viền nè, đổi qua màu tím nè các bạn. Đó, màu xanh này các bạn đổi qua màu vàng, tức là màu rồi cái do bạn chọn thôi. Rồi cái này bạn quay cho nó xéo chút xíu. Rồi giờ đem nó lên thì bạn chọn rotate nè. Nhớ rotate bạn chọn chứ là sway ha. Đó.
Rồi, bạn kéo lên chưa? Đó. Chữ này hơi lớn thì bây giờ bạn có thể thu nhỏ chữ lại. Được. Rồi do 2 lá 10 á, nó có cái bị cái khung này á, nên không nên phải chấp nhận các bạn. Đó. Bây giờ nó không có bỏ được cái khung. Đây là nhược điểm của 20. Đó. Bây giờ nó bắt buộc nó không có bỏ được cái khung. Rồi. Respawn này. Kéo thử nha. Đó. Được rồi. Nó chỉ đỡ hơn thôi. Đó. Được, hồi nó cũng xấu hơn. Rồi nó hồi sẽ để đại nó như vậy. Rồi, do bị cái khung thôi. Rồi. Tiếp tục, ở dưới này là một cái text box. Rồi, ở này là một cái phiếu đặt cho báo tuổi trẻ gì đó. Bây giờ. Rồi cái text box này. Thì mình dễ cái text box insert text box vô thôi. Rồi cái text box này nó đều hết luôn. Tên cơ quan. Rồi cho đến đặc điểm báo ha. Điểm giao báo. Địa điểm giao báo. Ok. Control S. Đem vào đây Control V. Cái này đem dưới đây. Rồi. Ở đây các bạn thấy nè, nó sẽ kéo lớn hết luôn. Rồi. Trong đây các bạn coi có nó có những cái gì. Rồi, Control A đây, list. Ở đây các bạn thấy nè. Nó gì đây, nó tô màu cho chữ nha. Tô màu cho chữ nè. Nó xám xám chỗ chữ đây, còn tô màu gì, màu xám nè. Đó. Nên nó bị dính nhau không nha. Đó, nếu dính nhau vậy thì không được, thì mình phải làm từng cái thôi. Rồi, nó vẫn dính. Rồi, ok. Vậy thì mình sẽ cho chế độ nó là 1.5 like. Ok. Đó, thì nó sẽ không còn dính nữa. Giờ tức là do cái khoảng cách nó tương đối không đủ. Ở giờ bạn thêm cái này nữa thì nó sẽ nhìn thấy nó xấu. Rồi, toàn bộ in đậm. Rồi, ở đây có từ 1 đến 6. Đây, 1 đến 6. Rồi, kéo xuống chút xíu nữa. Rồi. Tiếp tục đặt tab. Ok, tab phải nha. Như đứt điểm dừng nè, loại tab nè. Cái đường nó đừng chấm nha. Rồi, set ok. Nhấn TAB trên bàn phím nha các bạn. Rồi. Bỏ màu hết đi, tay vướng màu rồi. Rồi, cái này quét lại. Này, chọn màu lại. Được chưa? Tại vì nãy mình làm trước tám á nên nó bị dính theo. Nên bây giờ phải làm lại. Rồi. Dễ cái insert cái sáp ra. Rồi cái này là họ kéo thêm mặt nó rồi đem lên trên đây. Đổi màu thì các bạn vô đây bằng đổi nha. Đổi màu đường gì đó, bạn vô đây bằng đổi. Rồi phiếu báo tuổi trẻ. Ctrl X. Ctrl V. Đây đang ở chữ màu trắng, đổi màu đó. Chờ. Rồi nó in đậm lên. Rồi.
Đường này màu đen thì trả lại màu đen cho anh ta. Đó, tức là do bạn thôi. Giờ đường này hơi lớn thì cho nó nhỏ lại. Rồi. À, chữ ký ngày đặt báo đôi kia nằm bên tay phải. Cho nó qua phải. Rồi, in đậm lên. Rồi. Chữ ký đặt báo các bạn thấy là nó ở giữa này chút xíu. Thì các bạn có thể cho nó điểm táp cũng được. Nó họ cách ra cái như mình thấy nè, nó nhảy qua bên đây. Nên là sẽ đặt táp vô đây. Đây. Táp và táp giữa nha. Set ok. TAB trên bàn phím. Thì bạn thấy nó vẫn này ngay giữa nè, hoặc là bạn kéo lại chút xíu nữa cho ngay chính giữa luôn. Tức là do mình chỉnh, mình coi cái nào nó phù hợp hơn. Rồi. Ok. Rồi đây là phần Word nha các bạn. Tiếp theo các bạn đó là phần PowerPoint. Phần bảng các bạn tự đánh. Rồi. Mở phần PowerPoint lên. Thì người ta yêu cầu bạn tạo hai slide thì bạn tạo hai slide, bạn đánh nội dung phần bảng rồi đó vô cũng như các đề khác các bạn tự làm những phần này. Được chưa? Rồi người ta có chèn hình gì đó thì bạn chèn hình vô, dùng hoàng giả sáp gì đó. Được chưa? Đó, chèn hình gì đó. Hoặc là clip art các bạn chèn cái hình nào đó vô. Được chưa? Đó, bạn chèn hình vô. Rồi, sau đó bạn thực hiện cái yêu cầu. Đó thì các bạn thấy yêu cầu thứ nhất người ta yêu cầu là size 2 xuất hiện sau size 1 là 3 giây, có nghĩa là bạn chọn size 1 nè. Các bạn chọn transition nè, bạn kết after nè, bạn chọn lên 3 giây hoặc là thời gian trình chiếu của size 1 là 3 giây cũng là nó. Cũng là cái câu này. Yêu cầu thứ hai các bạn là hiệu ứng cho từng nội dung trong size, các anh chị chọn nội dung, các anh chị chọn animation. Đó, các đối tượng trong size nè. Đó, animation. Đó. Đây, hoặc là chọn cái này. Còn vô thi các bạn nhớ trong hoàng các bạn Ctrl A ngôi sao màu xanh là đủ rồi. Size 2 cũng vậy, Ctrl A ngôi sao màu xanh. Được chưa? Rồi, câu thứ ba người ta yêu cầu là hiệu ứng mỗi size phải khác nhau, có nghĩa là size 1 nè, transition hiệu ứng xuất hiện nè các bạn. Đó, hiệu ứng mỗi size đây là có nghĩa là hiệu ứng xuất hiện các bạn. Bạn nào rảnh hơn thì có thể tìm hiểu những cái này, như show duration rồi cái này, bạn tìm hiểu thêm. Được chưa? Rồi, phần cuối cùng các bạn được hướng dẫn đó là phần Excel. Được chưa? Excel. Thì dữ liệu Excel như này. Rồi người ta yêu cầu bạn là làm cái này ha, điền vô mấy cái cột này. Rồi, đầu tiên tên hàng. Tên hàng người ta yêu cầu bạn á là phải tên hàng và tên nước. Tuy nhiên, nước nào rỗng thì ghi tên nước. Thì tên nước được ghi là hàng nhái. Mã nước rỗng, cái nào mã nước rỗng? Đây, mã nước rỗng. Đó, thì bạn phải ghi nó là được tên nước thì ghi là hàng hàng nhái, tức là tên hàng đầu tiên là tên hàng đây đây đó, giải quyết tên hàng trước đi bằng VLOOKUP. Trị dò các bạn nó là cái mã hàng để nằm bảng dò, các anh chị quét là cái bảng này, các anh chị quét từ cái C17 đến D20 nhớ F4 trở về cột 2 cách dò không thì bạn ra được cái tên hàng. Ghép nối, mở một kép ra cắt cái dấu gạch, cắt cái đóng một kép lại, ghép nối. Ghép nói gì? Ghép nói người ta nói là nếu mà nó rỗng thì ghi là hàng nhái. Ngược lại là cái tên nước. Tên nước là bảng 3 này. Đó, tức là bây giờ Hoàng sẽ giải quyết nếu nó rỗng thì Hoàng sẽ dùng hàm đó, hàm implant. Hoặc là bạn dùng mã như kép đóng với kép cũng được. Cái mã nước này, nếu nó đúng thì người ta ghi đây là hàng nhái. Đó, người ta ghi là hàng nhái. Và ngược lại là các bạn dò ở các bạn hát lớp cấp này. Đó, trị dò là mã nước. Chấm phẩy. Bảng dò. Với các bạn này, quét từ D23 đến F24, F4 là trở về dòng 2 cách dò không. Enter. Đó. Thì sau đó các bạn thấy mà. Đây, đầu tiên là bạn ra được cái gì? Ra được cái tên nước nè. Ở xin lỗi, tên hàng. Sau bạn ghép nói gì dấu gạch. Đó, nếu mà nó là cái trống, cái nước trống thì bạn ghi là hàng nhái. Ngược lại nó là cái hát lớp cấp, nó là hát lớp cấp. Rồi ở đây tiếp tục nè, các bạn thấy ra được nè, đây hàng nhái nè, do nó trống nè. Rồi tiếp tục áo sơ mi Đức đồ ghê, đây quần jean Đức đồ ghê, đúng yêu cầu. Rồi nhà thiết kế, nhà thiết kế, nhà thiết kế, đây tên nhà thiết kế đây. Dựa vào cái bảng này thì nó là VLOOKUP. Được chưa? CK là mã thiết kế nên mình dùng đây.
E5 chấm phẩy bản dò F4 trả về cột 2 cách dò 0 Enter thì bạn sẽ ra được tên nhà thiết kế. Sau đó bạn sao chép công thức xuống. Đó, sau đó bạn sao chép công thức xuống nè. Đó, nhưng mà ở đây là NA. Đó. Được chưa? Đó, tuy nhiên nếu mà thiết kế rỗng thì bạn phải để trống. Đó, tức là bạn đây còn một cái nữa nè các bạn. Đó, thì mình sẽ giải quyết tiếp ở trường hợp này bằng cách anh chị dùng if nếu cái implant. Thì hồi nãy implant làm rồi thì bây giờ Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác, tức là mã thiết kế này nè, nó bằng rỗng tức là mở như kép đóng như kép thôi thì bạn để rỗng luôn. Ngược lại đó là VLOOKUP. Đúng không ạ? Thì thay vì cái câu trước á đã dùng implant rồi thì câu này thì bạn có thể dùng mở như kép đóng như kép nha. Nhưng mà nếu bạn mở như kép đóng như kép bạn có thêm một khoảng trắng thì có nghĩa đây là chứa ký tự trắng nha các bạn, chứ không phải là ô rỗng nha. Enter thì bạn sao chép một thức số. Rồi, câu tiếp theo. Sắp xếp tăng dần nhà thiết kế, trùng giảm số lượng. Đó, quét khối. Data sort tăng dần nhà thiết kế, giảm dần số lượng. Đến sắp rất đến mòn. Được mà. Rồi, tiếp theo. Đơn giá. Đây. Ồ, đơn giá này hơi nhiều nha. Khác. Đây, tức là người ta nói đơn giá này, người ta không có nói gì hết các bạn. Hơi khó. Đây các bạn đơn giá nè. Đó. Đơn giá nó bao gồm 3 nước và nó khác. Khác có nghĩa là hàng nhái đó các bạn. Rồi. Thì ở đây mình có, nếu mình dùng V hoặc H đều được. Đó, tại vì đều V và H đều dùng 3 if hết. Thì bây giờ Hoàng sẽ dùng VLOOKUP. Đó, Hoàng dùng VLOOKUP. Bằng VLOOKUP. Trị dò Hoàng giác này nó là cái gì? Là AT là cái mã hàng. Bản dò. Quét nguyên cái bảng này luôn các bạn. Đó, các chữ quét từ C17 đến H20 F4 lại. If nếu. Nếu gì? Nó là Mỹ. Mỹ đây các bạn. Mỹ. Đây, Mỹ là cái gì? Là cái mã nước, là chữ M. Nếu là mã nước này bằng chữ M thì nó là cột 1, cột 2 và cột 3. Ngược lại nếu cái mã nước này nó bằng cái chữ A, nó là Anh. Anh thì nó là cột 1, cột 2, cột 3, cột 4. Ngược lại nếu cái mã nước này bằng chữ giờ thì nó là cục 5, còn lại là cục 6, 1F, 2F, 3F, cách dò. Ở đây là chữ nên nó không, Enter. Đó. Rồi, sau đó bạn sao chép công thức xuống. Được không ạ? Ví dụ, như đây, hàng nhái. Đó, mà QG nó là quần jean. Quần jean hàng nhái các bạn thấy là 450 ngàn. Rồi, thành tiền. Số lượng nhân đơn giá, nếu số lượng lớn hơn 100 thì bạn giảm 2%. Đó, tức là thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá bằng số lượng nhân đơn giá nhân chữ if. Nếu cái số lượng mà lớn hơn 100 thì người ta nói rằng nếu số lượng lớn hơn 100 thì giảm 2%, tức là bạn trả 98%, ngược lại là 100% là số 1. Đó, sao chép một thức xuống. Rồi, tiếp tục. Lập thêm cột ghi chú sau cột thành tiền điện dấu ít cho những đơn hàng có giảm giá. Ok, đây là ghi chú. Đó, ghi chú này thì các bạn lưu ý. Người ta nói là có giảm giá tức là ít nếu. Nếu gì? Nếu cái số lượng lớn hơn chặt thì là chữ ít. Ngược lại, rộng. Đó. Đúng không? Tại người ta có giảm giá và điều kiện giảm giá của mình là số lượng trên 100, nên bạn ghi là nếu cái này lớn hơn 100, nếu số lượng lớn hơn 100 thì bạn có chữ ít. Rồi, mình sao chép một thức số. Giờ, ở đây số lượng lớn hơn 100 nè. Rồi, câu cuối tiếp theo là bạn thống kê áo khoác thun nước Mỹ. Thì bạn đấy thống kê đây là hai điều kiện nên mình dùng đó là sum if. Đầu tiên là sum range, thống kê thành tiền.
quét cột thành tỉnh. Các anh chị quét từ cái K5 đến K22. Nghe phải không lời. Vùng điều kiện 1 các bạn hai lựa chọn. 1 là bạn dùng áo khoác, 2 là dùng chữ Mỹ. Ở đây Hoàng dùng áo khoác. Áo khoác đây, áo khoác thun. Rồi, ok. Đó, thì ở đây các bạn là cột F, các bạn quét từ cột F5 đến F12, F4 là chấm phẩy. Ở áo khoác các bạn nằm ở đầu nên Hoàng chọn ô áo khoác luôn, đề 38 khóa cột để đi không được đi xuống. Ghép nối phía sau nó có nhiều cái tự nên Hoàng dùng dấu sao đại diện chấm phẩy. Tiếp theo các anh chị là chữ Mỹ. Chữ Mỹ các anh chị nè, anh chị thấy quét cột nằm ở cột này luôn. Tức là anh chị quét tiếp tục là F5 đến F12, F4 lại chấm phẩy. Nhưng mà phía trước chữ Mỹ các anh chị có nhiều cái tự, mình dùng dấu sao đại diện và ghép nối với chữ Mỹ. Đó, nếu bạn nào kỹ thì khóa dòng để chữ Mỹ chạy qua tay phải. Rồi, anh chị sao chép không được số. Rồi, áo khoác thun. Rồi, áo khoác thun đều có ca Mỹ ha. Áo khoác thun Mỹ nè, có nè. Đó, và thứ hai nữa là quần jean Mỹ cũng có luôn. Đó, được chưa? Rồi, đây là câu tiếp theo và cũng là câu cuối. Được chưa? Câu cuối của phần Excel. Rồi, cũng như là khâu cuối của đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường khoa tự nhiên TP.HCM. Mã đề 229, mã đề 2 trong cái khóa thi là 229.